Bây giờ các bạn học IELTS Speaking thì Part 2 độc thoại có 2 phút thôi mình đã chật vật gian nan. Part 3 toàn nói về các chủ đề cao siêu xã hội. Nhưng mà bây giờ hãy bỏ qua IELTS Speaking sang một bên, mình hãy cùng nhìn tới đỉnh cao của việc thuyết trình bằng tiếng Anh nó là như thế nào. Ta có cuộc thi World Champion of Public Speaking. Đây là cuộc thi hội tụ những người có khả năng thuyết trình và ăn nói trước đám đông giỏi nhất thế giới. Và hãy xem là họ nói như thế nào và những người thắng cuộc là ai. Một chút thông tin bên lề thì cuộc thi vô địch hùng biện thế giới này được tổ chức bởi Toastmasters, là một tổ chức được thành lập để hướng dẫn các bạn trẻ khuyến khích khả năng ăn nói, giao tiếp, tự tin trước đám đông. Cuộc thi vô địch hùng biện thế giới đầu tiên được Toastmasters tổ chức là vào năm 1938. Vậy là chúng ta đã có 80 năm bề dày lịch sử và thí sinh đến từ 141 quốc gia trên khắp thế giới. Và năm vừa rồi có hơn 30.000 người tham dự. Đây là cuộc thi hùng biện lớn nhất thế giới. Để giành quyền tham dự vòng chung kết toàn cầu, thí sinh trước tiên phải thắng được ở cấp độ câu lạc bộ, xong rồi đến cấp quận, xong rồi đến cấp khu vực, cấp quốc gia, cuối cùng mới là về đến vòng chung kết thế giới. Nói đơn giản, chỉ có những người giỏi nhất ở khắp mọi nơi trên thế giới mới có thể tham dự vào vòng chung kết. Nói như thế để bọn em thấy rằng nó khó hơn IELTS Speaking đến cỡ nào. Đến đoạn này chắc các em sẽ dừng lại một chút và suy nghĩ. Ừ thì nói hay cũng ổn đấy, cũng thích đấy, nhưng mà thế thì làm được chuyện gì? Tuy nhiên, những cái người mà vô địch cái giải Toastmaster này thì được các công ty lớn và các tổ chức tập đoàn lớn săn đuổi kinh khủng khiếp. Nó nôm na thì các công ty, tổ chức tập đoàn lớn thế giới đều có nhu cầu giúp cho nhân viên của mình có khả năng ăn nói trôi chảy hơn, thuyết phục hơn khi phải nói chuyện với khách hàng, khi phải thuyết trình với cả đối tác kinh doanh chẳng hạn. Dễ hiểu ở đây, kỹ năng mềm của những nhà vô địch này là xuất sắc nhất trên thế giới. Không có gì khó hiểu mà họ luôn được các công ty lớn săn đuổi với những danh hiệu, danh giá như thế. Và phí để mời họ về làm huấn luyện viên cho các buổi hội thảo thuyết trình như thế có thể lên đến hàng chục nghìn đô chỉ trong có 2 ngày một cái seminar thôi. Chắc chắn bởi các em đang nghĩ rằng là đây rõ ràng là cuộc thi thuyết trình tiếng Anh. Vậy thì những người bản ngữ hay những người đến từ các quốc gia như là Mỹ, Anh phải vô địch rồi. Tuy nhiên, những người thắng cuộc ở những năm gần đây lại đến từ Trung Quốc, thậm chí là đến từ Ấn Độ. Ví dụ, đoạt giải nhì toàn thế giới năm 2018 là Chử Chi Phương, một giáo viên cấp 2, 28 tuổi, người Thiên Tân, Trung Quốc. So, I went to Toastmasters. Such a scary place. So many people clapped their hands for no reason. Về nhất năm 2015 là một người Ả Rập Xê Út tên là Mohammed Qatani. He did it again just to spite me. A week later I walked into his room and again he's going at it. And this time he was even looking at me just Vô địch năm 2014 là một người Sri Lanka. Vậy thì vừa rồi mình có thể thấy là những nhà vô địch thế giới này họ có một cái accent, một cái giọng địa phương rất là rõ ràng. Ta có thể thấy điều đó không những là không cản trở họ mà thậm chí có thể tạo nên những nét riêng biệt làm cho những thí sinh này trở nên đặc biệt hơn. Và tất nhiên không chỉ có việc nói tiếng Anh mà người ta còn phải biết cách sử dụng ngôn ngữ cơ thể, biểu cảm, phát triển mạch lạc cái cấu trúc, câu chuyện của mình. Làm sao để người nghe người ta có thể hiểu và theo được câu chuyện của họ. Vậy thì qua ví dụ trên, đây là những người đỉnh nhất về vấn đề thuyết trình bằng tiếng Anh. Các em có thể học được một số thứ. Thứ nhất là mình không cần phải quá chú trọng vào cái accent của đúng bản địa, ví dụ như Anh hay là Mỹ. Ai cũng có một cái giọng của mình, miễn làm sao cho mình nói rõ ràng để người bản xứ nghe có thể hiểu được là ok rồi. Đừng quá đặt nặng việc là phải giống người bản xứ. Vậy thì khi nào muốn luyện IELTS Speaking của em đang cảm thấy vô cùng chán nản, hãy vào những link ở dưới đây bọn thầy cung cấp để xem những người thuyết trình giỏi nhất bằng ngôn ngữ tiếng Anh người ta thuyết trình như thế nào. Ngoài ra, nếu em có ý định cải thiện kỹ năng thuyết trình của mình, có thể đến tham dự câu lạc bộ Toastmaster Hà Nội. Họ có chi nhánh ở số 14 Ngô Quyền và tổ chức vào 2 thứ tư mỗi tháng, 6 giờ 45 tối. Nếu như thầy IELTS Speaking là quá đơn giản thì hãy tham dự Toastmaster. Chúc bọn em may mắn trong quá trình học tiếng Anh của mình.